Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của Huy. Thì hiện tại mình đang đứng trên đoạn đường quốc lộ 1A, thì bỗng chợt Huy thấy một người đàn ông mang vác trên người rất là nhiều những cái túi bị bóng rất là kỳ lạ. Và đây là người đàn ông mà lần đầu tiên mình thấy xuất hiện tại khu vực này. Không biết là người chú này đang cần sự giúp đỡ gì hay không, thì bây giờ là mình sẽ cố gắng để quay thử và mình giúp đỡ ông chú nha. Bây giờ cũng là chiều rồi cho nên là cái hình ảnh âm thanh nó không có được rõ, và thì cũng không có đem mic nữa cho nên là trời nó rất là tối luôn. Chào chú nha. Con chào chú. Chú ơi, chú đi đâu vậy? Đi Đồng Nai luôn. Có tiền đi chưa? Vô đây lấy con gửi tiền đi vô Đồng Nai cho nó. Có xe đi không chú? Ủa giờ chú đi bộ đi xa lắm á. Đi xa lắm luôn. Chú đi từ ở đâu tới đây rồi? Từ Cam Ranh vô đây là chú đi bộ luôn á hả? Không có ai quá gian luôn hay sao? Trời đất ơi, để chú có tiền ăn uống gì chưa? Con gửi tội nghiệp như thế. Có người quen không chú? Chú có người quen không? Ở Đồng Nai hả? Ở Đồng Nai luôn. Ở trên, mấy cái đồ này là của chú đem theo để làm gì vậy chú? Thì đâu còn cái như này thôi. Là đi tìm người quen. Chú tìm người quen. Phía đường Nguyễn Đình Chiểu không? Đường Nguyễn Chí Thanh á. Ở trong Đồng Nai luôn hả chú? Đi vô đây con vô đây ngồi. Ngồi con tâm sự chút. Ở ngoài đó ồn quá. Trời ơi, ăn cái gì đây trời? Chú ăn gì chưa? Chưa. Đói bụng không? Hồi nãy đi ngang qua thành phố đấy không có bán gì hết. Dạ. Chờ tới tối nhưng mà chờ lâu quá. Tối nó mới lên đèn. Dạ đúng rồi. Giờ này chưa có lên đèn. Chứ dễ thương quá. Ồ tội nghiệp cái mấy cái này là bị hay là quần áo hả chú? Hả? Bị hay là quần áo? Tại bây giờ là nơi nào là trung tâm đô thị. Dạ trung tâm thì mình phải đi ngược lại rồi mới. Sao đi có cái đường đi vô trung tâm đô thị? Dạ có. Trung tâm đô thị hay là trung tâm thành phố? Trung tâm thành phố. Dạ cái mới nãy ngay cái ngành đi vô bên trái hay bên phải? Dạ mới nãy mà chú đi hướng này đúng không, thì mình đi tới cái đèn xanh đèn đỏ kia rồi mình mới rẽ trái đi ngược vô lại rất là xa. Người ta làm gì ở trong trung tâm đô thị? Là người ta bán buôn rồi xong người ta sinh hoạt rất là nhiều á chú. Đấy. Chú bao nhiêu tuổi rồi? Nhưng mà bên trái trung tâm đô thị rẽ trái hay rẽ phải? Rẽ trái rẽ trái có cái siêu thị. Chú nhớ không? Rẽ trái có cái siêu thị, có đèn xanh đèn đỏ ngay chỗ cái ngã tư á. Đấy, là ngay chỗ đó có cái công viên nữa. Là hôm bữa giờ chú vừa đi bộ mà vừa ngủ nghứ ở trên đường luôn á hả? Chú có ngủ nghỉ ở đâu không hay là ngủ nghỉ trên đường? Có đi, thuê nhà trọ hay nhà nghỉ gì để nghỉ không? Không luôn. Tại vì bây giờ vô Đồng Nai tìm người quen. Trời ơi. Người quen chú tên gì? Tại vì hôm trước có gửi ảnh ở trọng á. Có gửi ảnh luôn. Gửi ảnh khu vực Nhân Trạch đó. Vậy là chú cho con cái địa chỉ ở trong đó để không, biết được không, thông tin không? Không có nắm địa chỉ của họ. À, vậy là chú tên gì? Hả? Chú tên gì? Nguyễn Đình Chiểu. Nguyễn Đình Chiểu. À, chú bao nhiêu tuổi rồi? 50-60 tuổi. 50-60 tuổi. Nếu như người nhà của chú có xem được những cái hình ảnh của chú hiện tại đang ở thành phố Phan Rang, thì có thể là liên lạc với con để con có thể là đưa người nhà chú hoặc là đưa cái thông tin. Chẳng hạn bây giờ mình đăng thông tin sẽ lạc. Dạ. Thông tin sẽ lạc. Người chú bị lạc chứ đâu phải trẻ. Thông tin trẻ lạc á. Dạ. Thông tin trẻ lạc. Thông tin trẻ lạc. Thông tin trẻ lạc. Rồi mình đăng ở đâu? Dạ, để con đăng. Để con đăng giùm chú luôn. Nếu như mà có ai xem được cái thông tin này thì mong rằng người nhà của chú sẽ liên lạc với con và con sẽ dẫn người nhà của chú
chỉ cái chỗ vị trí của chú ở đây để có thể đưa chú về nhà. Nhưng mà con không biết là chú tối nay chú ở đâu đây? Định đi ra khỏi thị trấn. Ra khỏi thị trấn. Qua khỏi thị trấn là sẽ qua khỏi thị trấn cái chỗ mà cái hồ nước. Hồ nước bên kia kìa. Hồ nước bên kia. À, rồi nghỉ ở đó. Không biết luôn. Tại vì ở Ninh Thuận không ai quen hết á. Không ai quen. Mấy chục cây số luôn đó. Mấy chục cây số luôn đó. Dạ. Biết mấy chục cây số không? Dạ. Chú đeo cái gì ở trên đầu vậy chú? Hả? Cái cho tóc nó đừng có sụ. À. Chú tính ra chú đi được bao nhiêu ngày rồi? Ý là chú đi từ Cam Ranh vô đây á là bao nhiêu ngày? Mất bao nhiêu ngày mới tới được đây? Chắc một tuần. Ừ, một tuần. Một tuần mà đi từ đây vô đó nữa chắc cỡ không biết. Không biết luôn. À, vậy. Khó chứ ta. Không biết là chú có cái thông tin gì để nhận biết được người nhà của chú nhìn ra không? Chỉ là nhìn vóc dáng của chú thôi đúng không? Vóc dáng, tên và tuổi. Còn chú còn đem theo những cái gì nữa không? Bị này có cái gì trong đây chú? Ồ, cái đó là cái gì chứ? Sao con là mâm ở đây nè. Cắt ra. Cái tóc của chú cắt ra. Ủa sao cái này tóc có thấy cái gì không? Dạ. Buộc chỉ của tay. Cái cục gì chú? Buộc chỉ của tay nè. Buộc chỉ của tay. Là biết là cái gì không? Dạ không chú. Văn hóa Ai Lao. Văn hóa Ai Lao buộc chỉ của tay. Văn hóa Ai Lao buộc chỉ của tay. Tức có nghĩa là nó nói về một cái truyền thống văn hóa là cái gì chú? Ở bên Lào á. Bên Lào. Vậy là chú bên Lào. À, đặc biệt quá ta. Con có thấy buộc chỉ của tay không? Dạ. Thấy có mấy sợi tóc bạc nữa nè. Tóc bạc luôn. Ồ. Chú để râu dài. Đặc biệt lắm á, chú rất là đặc biệt luôn á. Bây giờ chú giữ 50 mua hộp cơm. Hộp cơm với chai nước nha. Để dành mình đi đường mình ăn mình uống. Thấy cái này rất là đặc biệt á chú. Cái này gì không? Cái này để cho chú mua đồ ăn. Chú mua đồ ăn được không? À. Chú mua đồ ăn được không? Không biết đằng kia nó có bán không? Chắc vô thị trấn nó mới có được. Đấy. Tóc này chú cứ cắt ra lâu chưa? Mặt cái này là thị trấn phải không? Dạ gần tới thị trấn rồi. Mà thị trấn nó gọi là thị trấn gì? Dạ. Thị trấn Phước Dân. Thị trấn Phước Dân. Còn ở đây nó gọi là cái gì? Dạ. Cái này là thành phố Phan Rang. À. Dạ. Chú đi qua thành phố rồi. Bên kia thành phố. Bên kia thành phố là ra nữa hả? À. Ra nữa đó là ra về Khánh Hội rồi đi ra Cam Ranh rồi tới Nha Trang. Cái tóc này nó có cái hồi xưa giờ cậu có biết chèo không? Chèo hả? À. Dạ chưa. Chèo là một cái bài hát á hả chú? Hát chèo á hả? Hát chèo. Chú hát được không? Con không biết nữa. Chú còn hỏi thử nha. Chú chia sẻ cũng được mà chú không chia sẻ cũng được. Con không biết là chú có học bùa gì không? Hả? Chú có học cái bùa gì không? Hả? Không hả? Con thấy thường á, những ai mà ở Thái Lan á hoặc là mấy cái chị ở Thái Lan này thường có một cái bùa gì á. Bùa Thái á. Phải không? Cũng lạ đúng không? Cũng đặc biệt đúng không? Hàng tháng cậu cứ đi bao nhiêu lần cậu mới đi hớt tóc? Bao nhiêu lần mới đi hớt tóc? Dạ một tháng. Một tháng một lần. Tháng một lần. Dạ. Cái này đang công tác ở đâu? Dạ đang công tác ở đây luôn ạ. Ở tỉnh này. Dạ. Cái tóc này chắc cũng lâu rồi chú hả? Mới cắt mà. Ồ mới cắt thôi hả? Chú cắt bằng cái gì chú? Kéo hay là chú cắt bằng kéo? À. Mà ví dụ như chú cắt xong mà cắt thì cắt bằng kéo, nếu biết cắt bằng kéo không? Dạ. Rồi cái tóc này chú sẽ dự định sẽ làm gì chú? Dạ đồng ý nè.
tay nè, bộ chỉ cổ tay đó là mùa Tết bún phì mây đó. Tết bún phì mây. Bún phì mây. Có phải mùa này là cùng bốn Tết không? Tết té nước nè, bún phì mây nè, Tết lâm vong, bộ chỉ cổ tay nè. Dạ. Dạ. Là ấy ta sao mà cái tóc này nó bị bó cục nhưng luôn á chú? Nhưng mà ở đây là cái điện thoại này là điện thoại gì? Dạ, chỉ là một cái điện thoại để liên lạc bình thường thôi. À, không, mà điện thoại này là thuộc dạng công nghệ gì? Dạ, công nghệ của Android. Dạ, không. Chỉ là một cái công nghệ điện tử bình thường thôi à. Hồi xưa giờ. Ở nhà chú có bao nhiêu người? Ở nhà chú có bao nhiêu người? Thường bây giờ cậu có học ngoại ngữ không? Dạ không. Con không học ngoại ngữ. Học ngoại ngữ. Dạ. Trước giờ là con học con đi lính không ạ? Bây giờ có học quốc ngữ không? Tiếng Việt á? Có. Hồi xưa cậu học tiếng Việt thì sử dụng tiếng Việt làm sao? Dạ. Thì sử dụng tiếng Việt là sử dụng máy tính hay là bằng viết? Dạ bằng viết thôi. Viết. Dạ. Đúng rồi. Hôm nay nói chung là vô tình gặp chú rồi, chú cũng cần tìm người thân đúng không? Thì con sẽ chia sẻ, con giúp chú tìm người thân. Con dùng cái hình ảnh để con quay lại, con chia sẻ lên trên cộng đồng ha. Con hy vọng là nói chung là chú ta đăng tin trả lạc. Dạ chắc còn cỡ ngày mai con đăng. Còn trong khi nào người ta đăng tin quảng cáo hiện tại bây giờ, đăng tin quảng cáo báo chí là bây giờ cỡ khoảng nhiều nha. Dạ. Đăng tin quảng cáo báo chí đó. Nó cao lắm. Tức là tin quảng cáo ở trên báo á. Dạ cao lắm. Mấy cái đó cậu biết không? Dạ không. Con không có đụng tới nhà báo. Ví dụ như tối nay gió lạnh rồi chú ngủ rồi lạnh rồi mệt đâu chú đắp. Có cái gì để đắp không? Lạnh lẽo rồi sao? Hay là hiện tại là chú đi lạc thiệt hay là chú bỏ nhà chú đi? Hả? Chú bỏ nhà chú đi hay chú bị đi lạc? Không đi lạc. Không đi lạc hả? Chứ sao chú đi ra tới đây? Người quen là người trong gia đình hay là người quen? Người giờ quen. Có mình. Chú trước giờ có chú có vợ chưa? À? Không có vợ. Có anh em gì nữa không? Có mấy người chị quen nhưng mà cũng là người chị nuôi họ gì đâu không biết. Chị nuôi họ. Ừ. À. Chú còn nhớ tên của chị ấy không? Ôi, tên tình lắm. Không khó vậy nè. Hồi xưa là có họ làm kim hoàng gì đó ở quận tư đó. Ở kim hoàng ở hàng chợ An Tân á. Chú có người anh nào tên là anh hai không? Con thấy chú rất là giống một người anh hai ở miền Tây đã từng ra ngoài đây này, cũng đã từng thất lạc ở ngoài đây rồi sau đó được người nhà tìm, được người nhà đưa về, cũng khá na ná giống chú á. Giống ta. Có khi nào chú là em của anh đó ta? Nhưng mà con vẫn thắc mắc là cái tóc đó là kỷ niệm của chú rất là đặc biệt. Có những cái sợi chỉ quấn vô. Cái sợi chỉ đó là chú mua hay là chú đặt ở đâu? Mấy sợi chỉ trong cái tóc á. Cái tóc chú. Chỉ dạ. Chú mua nè hả? Cái tóc này, cái chỉ nè. Chỉ đặc biệt à. Rất là lạ à. Bây giờ là chú đi vào trong thị trấn phải không? Có biết là cậu có biết là cái hồ nước ở phía đằng kia không? Dạ biết. Rồi hồi xưa giờ cậu có đi Hà Nội không? Dạ chưa đi lần nào luôn. Chưa đi một lần nào luôn. Hồ Gươm á hả? Ở xung quanh nó có mấy hồ. Ở chỗ đây này hả? Thì có một cái hồ thôi. Một cái. Tính từ khu vực này là có mấy hồ? Một, hai. Có ba cái thôi. Ba cái. Ba hay bốn? Dạ ba cái. Nói chung là thôi bây giờ chú cố gắng nha.
cố gắng để con đăng cái thông tin này lên để xem thử là có bà con cô bác nào và người thân của chú á mà nhận ra chú á, thì con sẽ chỉ cho người ta là đến cái khu vực ở đây để tìm chú, đưa chú về nha, đưa chú về sớm. Chú đừng có rẽ đâu nữa, chú cứ đi một đường thẳng là sẽ có người sẽ gặp được chú thôi. Thì chú cố gắng nha. Thường là chú đi vào cái khoảng thời gian nào? Chú đi vào cái thời gian nào là chính? Chú đi bộ. Thì bây giờ đi vô tối bên kia luôn. Đi từ ví dụ từ sáng tới trưa là nghỉ hả chú? Hay là đi xuyên suốt luôn? Đi xuyên suốt luôn. Đi xuyên suốt. Dạ, cái này là đồ ăn hả chú? Gia vị. Chú. Mệt quá. Bây giờ là thôi chú tranh thủ chú đi nha. Giờ cũng tối rồi. Thôi chú giữ gìn sức khỏe nha chú nha. Tối đây lạnh á, có gì là kiếm chỗ nào nó ấm ấm là ngủ. Bây giờ con cũng bất ngờ gặp chú trên đường thôi, con cũng đâu biết cách gì để giúp được nhiều hơn đâu. Nhìn chú nha. Mọi người thì nói chung là mình cũng rất là bất ngờ khi tiếp xúc với người chú này. Có khả năng thì về vấn đề tâm lý của chú thì cũng không có được bình thường lắm. Nói chung là mình, đó là cái ý kiến của mình thôi nha. Thì nếu như mà có sai sót gì đó thì mong mọi người thông cảm cho mình. Vì đây cũng là một cái trường hợp bất ngờ thôi. Đặc biệt, rất là đặc biệt luôn. Chú có cấp một cái nắm tóc ở bên trong cái túi á, thì mình thấy cũng rất là lạ. Bây giờ thì chiều tối rồi cho nên là mình xin phép được đi về nha. Mong rằng là mọi người sẽ chia sẻ rộng rãi cái video này ra để cho mọi người được biết, và để có thể là đi trên cái đoạn đường quốc lộ 1A này có thể giúp ông chú trở về nhà sớm hơn. Bây giờ cho mình kết thúc video tại đây luôn.